chào các bạn. Tắt lưng cho tụi nó. Sau một tuần vất vả rồi các bạn ơi. Đây của Bo là được 24.000. Bo được 24 nè. Nhi mới tin lưng nè các bạn. Nhi được 26.000. Wow, tiền mới tin luôn. Nhi được 26 nè. Nhi nhiều vậy. Nhi thắng clip ngắn còn con không thắng mà. Còn Nhi là được 32. 32. Còn một tờ. Rồi. Còn một tờ sao chứ? Hôm nay mình chơi thả dòng luôn phải không? Dạ. Có tiền rồi chơi thả dòng liền phải không? Mỗi một lượt là 2.000 nha mấy đứa. Ok. Đây, đây là mình chuẩn bị cái dòng để thải nha các bạn ơi. Đây. Đây là cái dòng để thải nha các bạn. Còn ở đây là những phần quà. Nếu thả vô vậy là mới lụm nha các bạn. Còn miếng thải mà như vậy là không được lụm nha. Như vậy cũng không được lụm nữa nha. Ê còn dính nè. Phải lọt tót về mới được. Rồi, từ nhỏ tới lớn đi. Biểu diễn trước đi. Rồi, không dính. Tới ba kìa. Rồi, được một bánh. Chúc mừng ba. Tí nhí gì nhí. Rồi, học các bạn. Tới con này Nhi. Không trúng luôn. Hãy mạnh lên nha mấy đứa mới thắng nha. Rồi, tới ba kìa. Rồi, không dính rồi. Còn một miếng nữa các bạn ơi. Tí nhí. Ồ dính rồi, được một bát bánh. Thái mạnh lên đó, Tí Nhi. Ồ, hai bịch luôn các bạn ơi. Hai kẹo cô dòng nha. Trời ơi. Thấy hai bịch hả? Ừ. Ồ, đâu biết sao. Rồi, tới bò. Rồi, không được gì hết các bạn ơi, còn bị cấn này các bạn. Con thơm quá, con trúng được hai kẹo cô vòng luôn. Nhí, lớn mình phải làm mấy dáng lớn nha Nhí. Rồi không được gì các bạn thì bị cấn nè. Bên này bị cấn và bên này cũng bị cấn luôn. Đây em chơi hai thôi. Tuy Nhi. Rồi không được gì các bạn ơi. Thế ba. Không trúng là mấy đứa này cười vui lắm. Giờ tới lực của nó mà. Ba kìa. Rồi bạn ơi là bị còn bị cấn cái này nha bạn. Nhí cũng học cũng ai. Trời ơi. Nó bị cấn một miếng. Đây. Tới Nhi. Rồi tới Nhi. Xem vô hai bịch. Đây, trúng một bịch bên đây, còn bịch bên đây bị cấn các bạn. Rồi tới Bo. Tới Bo. Tới một bịch mì. Thấy mạnh lên mới trúng bên tô ở trên kìa, bên tô là ở trên không á. Bên tô có một cái dưới nữa. Rồi bị cấn các bạn ơi. Đây. Rồi, Tí Nhí. Nhí kì dìa. Cô chị hơi lên đây. Tôi một bịch à. Ôi, được một bịch. Bịch siêu cay lắm đây nha. Mà em chỉ ăn được. Tí Nhí. Rồi, Tí Nhí trước à. Rồi, các bạn ơi. Dính được một cây kẹo cầu vồng nha. Rồi, tới ba. Vừa để chú gom cái này là cho nó gọn lại chút đi bơi. Thì con mới ăn được. Còn có mấy hàng mà ba. Tới ba. Rồi bạn em bị cấn chỗ này. Rồi tới ai? Nhí phải không? Rồi hộp luôn. Tới Nhi nè. Bắt đầu kìa. Rồi đi ra ngoài đại dương đây luôn các bạn. Tới ba. Ủa được một bịch bánh tô hả? Nó không thèm lấy cái dòng lại cho Nhí luôn. Tí Nhí ra, bước. Bước đi. Ủa một bịch bánh tô. Ủa sao không cho con vậy? Rồi Nhi còn bịch bánh tô cuối cùng kìa, gắn lên Nhi. Nhớ là 1, 2, 3. Ủa chúng được bịch bánh. Ủa cái này hơi hay nha, giống ngay cái xe rồi chúng được. Rồi tới ba. Ê, đứng đàng hoàng ba, sao con đập mứt không vậy?
Ủa được một bịch bánh. Nó không lấy dòng về giùm luôn. Rồi tí nhí kìa. Bực lắm rồi đó. Bực lắm cái gì? Rồi lắm rồi. Rồi được một bịch mento. Rồi chạy đi. Rồi không dính rồi. Chút xíu là. Rồi tới ba. Tới cái con chú. Tới ba. Rồi ba không dính gì luôn, hai bịch cấm hết trơn luôn. Rồi tới nhí nhí. Rồi nhí cũng không dính gì luôn. Tí nhí cơ hội để dính mento. Rồi. Rồi không dính rồi. Bị cấn rồi, tới ba. Còn bịch mento là đắt giá nhất đó. Rồi không trúng rồi. Chúng làm gì hết chiếc xe ba được. Gì trời. Ủa gì vậy? Không dính gì hết. Hai bịch bị cắn hết rồi. Ủa cái gì mà. Tiến Nhi. Nhi kìa, cố gắng lên. Cố gắng lên Nhi ơi. Trời ơi, ở dưới đó luôn. Thế bò. Từ từ nó lụm ngang. Ui, ảo thế nhỉ. Ảo thế. Yeah. Rồi, Tiến Nhi. Tí con này Nhi. Rồi tới nho này Nhi. Rồi còn một miếng nha các bạn. Ý, lọt không? Không, còn miếng mà. Còn rồi, miếng tới mà. Ba. Kìa. Gì ảo thế nhỉ? Ảo thế. Chút nữa là dính nữa rồi. Nè. À, tới Nhi kìa. Con này chị ơi. Một, chảo hai, nha. Ba, bốn, một, hai, ba, bốn. Rồi, bị cắn nè các bạn. Rồi, tới Nhi. Còn cái hỏi hai bịch bento kìa Nhi. Không cái dính luôn, bên không dính bịch nào hết. Tới bò. Bò trúng ảo đi ta. Canh mấy bịch bánh là dễ trúng hay bento, bento khó trúng. Không, là con để dừng là cái con mắt của con nó thì... Rồi không dính luôn, bị cắn. Wow, Nhi. Ủa một bên tô vô rồi. Lấy bà. Cố gắng lên bà ơi. Cơ hội vẫn còn. Cái gì vậy, cái gì ảo gì vậy. Hảo hả. Rồi hả? Nhi. Nhi ơi. Rồi Nhi được một bịch bên tô. Rồi Nhi kìa. Trời ơi đẩy bịch bánh đi xa hơn chút nữa. Tới ba. Còn có 6 món đồ à. Ôi kẹo. Bò dính là kẹo. Tới Nhí. Chút xíu là Nhí sẽ dính gì đây. Rồi Nhí để bánh đi luôn. Tới con Nhi. Một bịch bịch... Lấy. Thôi. Ừ. Bò hết tiền các bạn ơi. Giờ còn Nhí với Nhi thôi. Rồi Nhi. Rồi đây là thành quả của các đứa nha. Bo được cái gì kể tên coi. Kể nè. Một bịch bánh oxy, hai bịch bánh oxy, ba bịch bánh oxy, bốn bịch bánh oxy, năm bịch bánh oxy và một cây kẹo cao vòng. Con được gì? Một bịch bánh oxy, hai bịch bánh oxy, ba bốn bịch bánh oxy và hai bịch bento. Còn Nhi được cái gì? Một cái kẹo cao vòng, hai cái kẹo cao vòng, ba cái kẹo cao vòng. Hai mì các em và một bịch bento. Đòi ăn bento nha bạn. Ăn đi. Wow, mời bạn ăn nha. Mời bạn ăn. Chua bento tắm nhất. Đó, ngon hơn. Này, cho bịch nữa nè. Nước tắm nước bento ngon chút một. Để cay à, trở hết tay không kịp. Sau khi chơi xong rồi tới khâu ăn uống nha các bạn. Ngon quá. Bò không có bento để ăn luôn hả bò? Ừ. Bằng ăn bento không chứ mới vậy cho miếng ăn. Nhí cho nhiều rồi cho nó miếng đi. Con muốn ăn bịch cua. Gì? Con muốn ăn bịch cua. Bịch cua hả? Con đâu có gì đâu bỏ bịch cua. Ăn cua thì đổi bịch bento kiểu không? Ừ. Hết bento rồi còn đổi gì nữa? Hả cầu vòng rồi kiểu không? Hả cầu vòng đây. Ba cây, hai cây.
gì, một cây cầu vòng 3.000, kia có ngà có 2.000 đó. Đổi một cây là lấy bịch rưỡi đó. Đổi ngang bịch luôn phải không? Rồi. Rồi ăn đi. Ngồi xuống đàng hoàng. Con chú ăn đi cá ngon, con chú lắm nước thật ngon. Ăn bánh tô không đi cho ngon. Bánh tô đông thì không muốn càng càng. Cậu ấy buồn kìa. Sao mà lại ăn con cay đến khóc. Nó phải làm cái gì vậy? Mời Vin lên nha. Mời ba nha. Cà ngon ngon. Cà ngon ngon. Cho bịch mì phô mai nha Nhi. Mì sấy phô mai. Cà quá. Cây đâu? Mời ba em coi giọng nha. Cho chị ăn cầm vòng rồi á. Bo cũng có kẹo vòng nữa phải không bà? Nè. Ăn chung cho vui. Còn cái chưa có một giống bò. Đây. Không biết ăn được nhiều chưa, thấy hết nhiều bộn nước rồi đó. Ba hai bịch này nè. Ngồi xuống đàng hoàng nha. Mấy anh chị ngồi đàng hoàng mà. Ngọt. Ngọt ngọt ngon. Đúng không? Rồi má ăn thử đi. Chưa hết bịch tinh tơ luôn rồi. Nó lạnh lường cái nó chơi cái nó ăn sàn không các bạn. Ăn bánh, ăn bình tô giờ không ăn nè. Chờ cột vòng nữa chứ. Oxy nữa. Oxy gồm có oxy gì ta? Đây là oxy cà chua. Đây là tỏi cay. Đây là gì vậy? Snack hành hả? Mày. Còn này là nước cua hay gì? Cua được đi. Cua. Phải không? Bánh cua. Nước cua. Và cái này là bánh gì vậy? Hột tôm. Cái này mày cay có rồi. Rồi, có mấy loại đó này hả? Ờ, cây cầu vòng, mì phô mai với bento nữa hả? Chắc vậy ăn cả rồi, không thấu luôn. Ăn đi, ăn đi. Không có bịch ngồi cho nó tay quá. Bịch mì phô mai. Nhiều quá vậy hả? Không, toàn. Rồi, video đến đây kết thúc các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, share và nhớ đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông luôn nha. Chào các bạn. Bye.